Hello, mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng Tạo Vlog. Video tiếp theo hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm lồng đèn từ ống hút. Đẹp, đơn giản, dễ làm để đón Tết Trung Thu ha. Các bạn xem thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh ha. Nhớ bật chuông để được thông báo đón xem video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn Tết Trung Thu vui vẻ.
brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
Staying up when I